lì xì cho con nha. Dạ, cảm ơn bà. Năm mới Tết đến, con chúc mọi người nhiều sức khỏe, bạn sự như ý, vô công việc luôn suôn sẻ, cho ở ngoài yêu gia đình thường xuyên vui vẻ, phúc công đầy cho lần lớn thêm tươi trẻ, xuân mát mẻ bằng tái bay xa, phúc lộc đầy nhà an khang thịnh vượng. Chúc chú các cô gì tới năm nay mà còn nhớ nữa ha, hay giàu tràn vô như nước. Chúc chú cô thầy một năm dễ tốt, có nhiều giờ giỏi rày gia đình thơ thầy cô. Con xin chúc ba mẹ hạnh phúc an khang, kính chúc ông bà sống lâu cùng con cháu, chúc gia đình ta một năm mới thịnh vượng hà, chúc cho mọi nhà luôn bình an có nhiều lộc phúc, cười cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên môi. Đây bà lì xì nó mới. Dạ cảm ơn bà. Rồi 1, 2, 3 chúc mừng năm mới 2022. 1, 2, 3 Happy New Year 2022. Super đẹp luôn nha mấy bạn. Mình trang trí nè, đây là cây mai mà mình đã trang trí nè, super đẹp luôn. Và đây là hai cái bông bông Spider-Man và Squid Game. Studio này cũng hơi bị rộng luôn á mấy bạn. Rộng ra chút nữa. Ừ, thoải mái lên. Rồi, tới xuống xe chưa? Dạ, rồi rồi, mẹ cầm máy nha, mẹ quay tiếp đi thôi. Ok, bây giờ mình vô. Quay hậu trường ha. Mang về không? Mang cái đầu bị sụp. Ú yeah, đẹp nha mấy bạn.